Chào mừng các bác đến với kênh Điện Máy Long Hải. Thank you.
thiên. Đấy. Phòng lạnh có điều hòa các bác nhá. Đấy, nghiền siêu nhanh luôn các bạn. 10 cân ngô nghiền trong vòng khoảng tầm 30 giây thôi. Đây là cám khi nghiền xong các bác nha. Đây là nghiền chế độ tương đối nhỏ để cho gà con hoặc là cho lợn này, trộn cho lợn được quá này. Đấy, còn muốn nghiền thành bột thì các bác sẽ thay có cái sàng nhỏ các bác nhá. Đấy, đây bác đang cầm cái sàng nhỏ kia. Đây nó ra bột nhỏ luôn. Đây nó có sàng đi theo như này các bác nhá. Đấy. Chỉ được cho thế. Bỏ ăn bột ăn được mấy hôm qua thôi này. Đây thành phẩm tầm 10 cân nghiền trong vòng tầm khoảng 30 giây là xong các bác này. Cái này có hơi điểm mũ để em nhìn được quá rồi. Đấy, còn bên này là chấu của khi nãy sát thóc các bác nhé. Nó không có chấu rời mà tất cả cả cám cả chấu là nó sẽ được ra chung luôn. Đấy. Okay.